Xin chào các bác, quay trở lại kênh YouTube của shop hàng Nhật 87 tháng 2. Hôm nay em xin giới thiệu cho các bác hai mẫu nồi, hai chiếc nồi cơm của Panasonic, dòng Panasonic cốc bùa. Các bác nào dùng hàng Nhật thì đều nghe tên cái dòng Panasonic cốc bùa này, dòng VIP nhất của hãng Panasonic nhé. Thì em về hai con, thì một con là FPX 105 và FPX 106. Thì hai con này thì chức năng với thiết kế của nó tương đương nhau, nó chỉ khác mỗi đời thôi, một con 2015 và một con 2016. Đấy, tính năng ngoại hình nó không khác gì nhau các bác ạ, nó chỉ khác mỗi đời thôi. Đấy, mặt trên ở dưới là thân đen, còn trên là mặt đỏ không phủ bóng VK, màn của nó là màn hình LCD. đấy, cái này khi cắm điện thì nó lên đèn nhưng không phải hết pin. Đấy, hai con giống nhau. Đấy, con này là đời 2015 thôi, nồi đều là nồi cao tần, áp suất biến thiên điện tử đời 2015 các bác nhé. Đây các thông số kỹ thuật các bác, con này sản xuất tại Nhật Bản, có FX1 có công suất của nó là 1210W. đấy, con này cũng thế, con này cũng vậy, con này cũng công suất là 1210W, giống y xí nhau. Đấy, về chất cơm thì nấu cơm ngon khỏi bàn, đời 2016, màn màu đỏ rất là đẹp các bác. Đấy, tay cầm Bala thì về thiết kế của nó là em đánh giá là một trong những dòng thiết kế đẹp nhất về từ tất cả các mặt hàng nhé, như kiểu từ điều hòa, tủ lạnh này, nồi cơm đấy, bên trong son rất là đẹp, em đều đã test ok hết rồi, không bị răng riếc, không bị xì hơi đâu, nấu cơm thành đây các bác nhìn son này. Thì dòng này nồi cũ thì cũng có vài vết xước đấy, nòng nồi phủ kim cương đây này. Kamado đấy, Diamond Kamado ấy, kim cương nấu cơm Kamado ở dưới đáy nồi nhá, có các lỗ chấm này để tạo các bọt sóng khi mình nấu cơm, nó đảo cơm chín, đảo đều gạo lên này. Đấy, rất là đặc biệt. Đấy, con này cũng thế, xong rất là đẹp. Hay các bác nhìn không vết bong chắc rồi nhá. Đấy, đây là cốc bù ẩm nhá, khi các bác nấu cơm các bác cho nước vào đây thì khi mình ủ cơm ấy, thì nó sẽ đun sôi ở nhiệt độ 200 độ thì nó sẽ phun cái hơi nước làm mềm cơm, thời gian ủ cơm là đến 40 giờ. Đấy, con này là áp suất điện tử nên không có bi, áp suất biến thiên nên là cái dòng này là mình vệ sinh nó dễ dàng lắm ạ, dòng có bi không ạ. Đấy, đây là cái nỗ thông hơi để khi mà nó đun nóng cái nước, ở lượng nước ở đây nó sẽ phun qua đây. Đây, cái vòi phun này. Dòng này nấu cơm rất là ngon, em đảm bảo luôn. Đấy, để em kim điện lên cho các xem. Đấy, các bác lưu ý là sử dụng điện 100V nhé. Đấy, màn hình LCD có nét này. Đây là mình có đồng hồ đây. Đây là chế độ chọn gạo này. Đấy nhá, đây là các chế độ chọn gạo này. Mình có thể dùng nút lên xuống này để chọn menu này. Đây là ví dụ gạo trắng này, gạo hung vo này, gạo lứt này. Đấy, rất nhiều loại gạo. Thì bác nào mua hàng bên em thì sẽ được hướng dẫn sử dụng bản dịch chi tiết. Đây là các menu nấu này. Đấy, đây là chế độ nấu tiết kiệm này. Đây nấu nhanh này. Đây là nấu sushi này. Đây là nấu lượng ít này. Đây là nấu sushi đây. Con này có thể mình có thể điều chỉnh ở chế độ gạo trắng, mình có thể điều chỉnh được 9 mức độ dẻo của đây, các bác nhìn dưới số 9 không? 9 mức độ dẻo của hạt nhá. Đây là từ cứng đến mềm. Đấy. Mình có thể ở nút bắt này để nấu cơm. À đây, nút này quên mất, em sorry. Em xin lỗi, nút này để thực hiện nấu cơm. Đấy, khi mình chọn nấu thì nó sẽ hiện cái thời gian nấu đây nhá. Nút này nút hủy này. Ngoài ra mình có chế độ hẹn giờ này. Hẹn giờ nấu này có ba bốn cái thời gian mức chọn các bác này. Mình muốn ví dụ mình sáng sớm mình muốn mang nấu cơm sáng hôm sau đi làm thì mình có thể đặt trước là ví dụ 5:30 sẽ có cơm chín nhá. Đây là chế độ ủ cơm này, đây chế độ ủ cơm này. Đấy, thì khi mình ủ cơm thì thời gian nó sẽ hiện cái thời gian ủ nhá, mình ủ được tối đa là 40 giờ. Đấy. Con này cũng vậy, để em cắm điện con này xem. Hai con thì sử dụng giống nhau. Dòng Bala này mà thiết kế của nó đều là màn hình LED có LCD.
đấy, chọn người chọn gạo này, chọn menu nấu này, đấy, chọn các chương trình nấu, đây là nút thực hiện. Đấy. À, hai mẫu này bên em đang bán với giá 2 chiếc là 5.500.000 đồng, bảo hành vòng 12 tháng, lỗi một đổi một trong vòng 30 ngày đầu tiên. Đấy, hàng đẹp nguyên bản nguyên zin, hàng đấu giá. Đấy, bác nào có nhu cầu có thể qua xem hàng trực tiếp tại số nhà 68C ngõ 87 Láng Hạ, Hà Nội, hoặc có thể liên hệ với bên em qua số điện thoại hoặc Zalo là 0987666809 hoặc 0937445330. Em xin cảm ơn các bác.